Này cậu ơi, cậu để gọi xe vào, tin người khác đến còn có chỗ để nữa chứ ạ. Này, mày đang sai bố mày đây à? À? Quán giả tiền cho mày để mày sai khách à? Làm đi! Trời, thằng này! Mày không làm được mày nghỉ việc đi, phá hoại xe của khách à? Mày có biết ấy, cái xe trị giá bao nhiêu không à? Mày có làm bảo vệ cả đời không đền được cái xe này đâu? Tôi xin lỗi cậu, tại hôm qua tôi bị ngã, cái chân vẫn còn đau quá. Với lại cái xe của cậu cũng nặng nữa, cậu bỏ qua cho tôi nhá. Cái gì? Tao bỏ qua cho mày thì ai lo xe của tao à? Mà xe bị xước có một tí, hay là để tôi đền tiền cho cậu nhá. Có biết được là nó hỏng hóc gì bên trong nữa anh không à? Đừng tưởng mày là bảo vệ tao bỏ qua cho mày nhá. Nhưng mà bây giờ tôi chưa có tiền, để khi nào tôi có lương tôi gửi cậu sau nhá. Trò đùa hả? À? Nếu mày quỳ tao thì làm sao? Không nói nhiều, có đền hay không? Nhưng mà bây giờ tôi chưa có tiền. Chưa có thì quỳ xuống xin lỗi tao, mày là tao tha cho. Có chuyện gì thế ạ? Cô gọi quản lý cho cô ra đây. Thằng bảo vệ này ấy, nó vừa phá hoại tài sản của khách này, ra mà xem. Chỉ có một vết chảy xước nhỏ, làm gì mà anh làm quá lên vậy? Tôi không quan tâm nhá, tôi bảo đền là đền. Thế bây giờ như nào? Hay là gọi quản lý cho cô rồi? Hết bao nhiêu, tôi trả cho. Thôi, dù sao là bọn nhân viên quen. Rẻ nhở, 1 triệu, đưa đây. Cầm lấy. Người thật việc thật nhỉ. Anh xin anh không muốn lấy nhá. Đến muộn đấy. Tao đợi hơi lâu rồi đấy. Tao tới từ vừa nãy rồi. Nhưng mà ấy, dây dưa với bọn rể rách ngoài kia này hơi lâu một tí. Có chuyện gì à? Cái thằng bảo vệ ở quán này này, nó vừa làm xước xe của tao. Cả cái con phục vụ cũng thế. Nhìn cái vết xước cũ như thế mà chúng nó không nhận ra. Nhưng mà vẫn phải nôn tao 1 triệu. Thế thì cái chầu nước này mày mời thôi chứ còn gì nhỉ? Tự nhiên tiền rơi vào đầu, thích thế còn gì nữa. Thoải mái đấy, tao bao, uống gì thoải mái đấy. Này, cái con danh con vừa nãy là cái đứa mà tao vừa lừa được 1 triệu đấy. Trông ngọt nước phết nhở. Này, tao đố mày tán được nó đấy. Mày hâm à? Tao vừa cạnh nhau với nó xong, tán nó làm gì? Thế thì tao mới đố mày chứ. Mày mà tán được nó, không những tao cho mày thêm tiền, mà tao còn gọi mày là anh nữa đấy. Được, chống mắt lên mà xem. Của anh đi ạ. Đây. Anh làm gì đấy? Cô em yêu anh đi. Sau này em sẽ có nhiều hơn thế này đấy. Con danh con. Không phải con nào cũng cưa được bằng tiền đâu Hải ạ. Rất nhiều tiền. Đi đâu anh đưa đi.
tặng em này. Sao anh cứ bán cho tôi hoài vậy? Từ giờ trở đi, anh đừng có mang hoa hay là quà đến nhà tôi nữa. Tôi thấy phiền lắm. Mày đã nghèo mày còn làm giá à? Mày đừng tưởng mày có tí nhan sắc mày muốn nói gì nói nhá. Vậy thì từ bây giờ anh tránh xa tôi ra. Thế đi thiếu gia đấy cũng nói luôn cho cô biết này. Loại người như cô ấy tôi chẳng hứng thú gì cả. Đây cũng chỉ là vì tôi cá cược với thằng bạn tôi thôi. Chứ không ấy tôi không bao giờ dây dưa loại người như cô đâu. Sao các anh lại quá đáng đấy nhở? Chúng tôi tuy nghèo ấy nhưng mà cũng có cái giá. Tại sao các anh lại đem chúng tôi ra làm cá cược chứ? Nhưng mà tao thích ấy. Được không? Nhà mà tao giàu, mà tao có tiền, mà tao có quyền. Ok. Còn cái loại nghèo vật chất mà giàu sĩ diện như mày ấy, để xem nếu không dựa vào những người có tiền như tao ấy, bao giờ mới khá lên được. Đũa móc vào đòi tròi mâm son à? À, cái loại như mày ấy, tao chẳng hứng thú gì cả. Cái loại bần hèn ấy thì bao giờ nó cũng chỉ xứng với loại bần hèn mà thôi, hiểu chưa? Tôi không muốn nói chuyện với cái loại người vô học như anh nữa. Từ đã. Thì đi trả lại hết quà tôi đây. Anh nói cái gì? Quà của anh tặng ấy, tôi không giữ món nào cả. Tôi vứt đi rồi. Đơn giản. Thì đi trả lại tiền. Vậy thôi. Sao anh vô lý thế nhở? Quà của anh tặng cho tôi, đó là quyền của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm chứ. Nhưng mà bây giờ tao muốn đòi lại quà. Hiểu không? Tao muốn đòi lại quà. Còn nếu mà không có tiền trả thì quỳ xuống đây xin tao tha cho. Anh... À, mà cái loại nghèo như mày ấy, thì làm gì đủ tiền mà đền tiền quà nhở? Có làm cả đời ấy, không đủ tiền mà giả đâu. Được rồi, anh nói tất cả các giá trị mà món quà anh tặng tôi đi. Tôi sẽ trả lại cho anh. Còn bây giờ ấy, tôi không muốn nói chuyện với cái loại vô học như anh nữa. Mày dám nói tao kiểu đấy á? À? Hôm nay mày không trả lại quà của tao ấy thì đừng có trách nhá. Đã nghèo sĩ diện à? Bây giờ như nào? Dừng lại. Cậu đàn anh, em có sao không? Cậu làm cái trò gì vậy? Sao sếp lại ở đây ạ? Tôi mới là người phải hỏi cậu. Cậu vừa làm gì bạn gái tôi? Cái gì? Bạn gái á? Đây mà là bạn gái sếp á? Sao lại không? Cô ấy vừa xinh đẹp, nhân cách lại tốt. Có lý do gì mà không được? Sếp, em thấy là hình như cô ta chỉ đang đào mỏ sếp thôi. Chứ mấy cái loại con gái nghèo hèn như này là hay làm chuyện như thế lắm đấy ạ. Cậu thôi đi. Không phải, chính cậu cũng dùng tiền để mê hoặc cô ấy nhưng không được à? Vậy thì cậu đâu có lý do gì để nói cô ấy như thế. Mà tôi nói cho cậu biết, gia đình của cô ấy cũng chính là tập đoàn và công ty của chúng ta đang hợp tác. Hơn nữa, cái hợp đồng này cậu đang phụ trách đấy. Mau mà xin lỗi cô ấy đi. Sao cô ta đi làm phục vụ với bạn được ạ? Tôi muốn đi làm những công việc bình thường để biết trân quý hơn cuộc sống mà mình đang có, và để giúp đỡ những người mà hôm trước cậu vừa bắt nạt đấy. Cậu bảo cậu có nhiều tiền, nhưng mà cậu lại đi ăn chặn tiền của một người bảo vệ với một cái lỗi nhỏ xíu này thôi à? Sếp, em nghĩ là một người phong độ, đẹp trai và tài giỏi như anh thì không thể nào yêu người con gái như thế này được. Sếp phải tìm người phụ nữ và phải cùng đẳng cấp với sếp chứ, sao lại yêu lại con gái nghèo hèn như thế này được chứ ạ? Có vẻ như tôi nói cậu vẫn không hiểu đúng không? Tôi cũng nói cho cậu biết luôn, Lan Anh chính là chủ của chuỗi cửa hàng cà phê này trong thành phố đấy. Nhưng vì muốn tìm hiểu nhu cầu của khách nên cô ấy quyết định xuống từng cửa hàng để làm nhân viên trong một thời gian ngắn. Mà hơn nữa, kể cả cô ấy không có gì trong tay, là một cô phục vụ bình thường, thì có lý do gì mà không được làm bạn gái của tôi? Còn cái loại người suốt ngày chỉ muốn biết trong túi người yêu mình có bao nhiêu tiền như cậu ấy thì không đáng mặt đàn ông đâu. Còn nữa, tôi đã bảo với cậu là những món đồ mà cậu tặng cho tôi nhất định sẽ trả cho cậu. Tôi hoàn toàn có đủ khả năng để trả lại những món đồ đấy cho cậu. Và tôi cũng nhắc cho cậu một lần, không phải những cô gái nào cũng cần những cái đồng tiền của cậu đâu. Bởi vì không phải ai cũng có những suy nghĩ tầm thường như cậu. Mai sau, nếu mà cậu muốn cưa cẩm một cô gái nào đó, điều đầu tiên không phải là cậu cho cô ấy thật nhiều tiền, mà là hãy cho cô ấy thật nhiều tình cảm, để cô ấy cảm thấy mình được trân trọng trong cái tình yêu này. Còn tất cả những cô gái mà đến với cậu vì tiền ấy, rồi mai sau cũng vì tiền mà bỏ cậu đi thôi. Tôi thật sự xin lỗi. Lỗi lần này là do tôi. Còn về công ty thì thật sự là công ty không liên quan gì đến chuyện này cả. Mong là cô đừng hủy hợp đồng với chúng tôi. Tôi thật sự rất xin lỗi ạ.
tôi không phải là loại người lấy việc công trả thù riêng. Và tôi cũng không muốn một con sâu làm đầu nối canh đâu cậu ạ. Và dĩ nhiên tôi vẫn sẽ cho cậu hợp tác với công ty của chúng tôi, để tôi xem sau ngày hôm nay cậu sẽ thay đổi như thế nào.